Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube Lê Khô Audio, kênh chuyên về âm thân bài âm cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, tôi giới thiệu với anh em những cái sản phẩm, những cái món hàng rất là quen thuộc, rất là nổi tiếng luôn. Âm ly Fisher 700T và cặp loa Khôi đang test, đó là Antech Model 5, còn gọi là Model 5. Thì cả bộ này anh em nó cũng chỉ rơi vào hơn 20 triệu thôi. Cặp loa thì đang có cái chương trình khuyến mại giảm giá cho cái dịp này là 9.500.000, một mức giá được xem là rẻ nhất trong 3-4 năm trở lại đây, riêng nguyên bản tuyệt đối. Còn con 5 ly anh em thì giá trên 10 triệu. Bây giờ thôi mời anh em cùng xem nha, có sẽ review kỹ. Thì tất cả mà các món hàng này Khôi quay, Khôi bán cái cùng đều quay từ ngoài hình cho tới ruột gan. Đây cặp loa rất đẹp này, ba mặt gỗ nha, toàn thân là mặt gỗ bát ba tắc anh em nha, có cốt shaper chỉnh phía sau. Cặp loa thì Khôi đã review rồi, còn hôm nay là con 5 ly đây nè, Fisher 700T. Con này thì nó là đàn âm của 500T, công suất thiết kế lớn hơn. Đó, cũng là dòng xuất tủ này nhưng mà công suất nó lớn hơn. Đó, anh em xem vỏ gỗ, vỏ gỗ này thì nhiều người không nói thì không nhận ra nó là made in Việt Nam anh em. Tuy nhiên là nó được gỗ được nhập về đóng theo cái mẫu của hãng anh em nhé. Đó, rồi bây giờ Khôi quay phía sau cho anh em cùng xem. Khôi mở nhỏ lại luôn nhá, Khôi tắt luôn, tại vì cái dây nó hơi ngắn, da dây nó hơi ngắn. Đây nè, đây. Đây anh em nhìn cái gỗ này, đó, là không khác gì cái gỗ của hãng nha. Đó. Thì cái vỏ này á, Khôi đóng một đợt rất là nhiều, nên là khi có về thì mình lắp vào thôi. 700T anh em công suất 220W, còn 500T đàn em của nó chỉ 180W thôi. Cái model 500T thì nó thịnh hơn, nó được nhiều người chơi biết tới hơn, đó, nên giá nó cao hơn nha. Công suất nó nhỏ hơn nhưng mà là giá nó cao hơn, nó ngoài 15 triệu rồi. Còn con này thì lớn con 15 triệu, dưới 15 triệu nha. Đây, mỗi cái sản phẩm Khôi bán là đều có cái số series này. Đó, anh em để ý này ha, 969 này, 37969. Đó, nên sau này mà dường như anh em mà gặp một người khác bán mà giống con này thì chắc chắn là lấy hàng của Khôi này. Rồi. Đó. Dòng Fisher thì anh em cũng thấy này, có những cái cầu chì ngoài, cầu chì nguồn. Có thể có hai cầu chì bảo vệ loa nữa. Nói chung là rất là tuyệt vời, là kỹ lưỡng. Ngoài hình là chấm điểm 10 trên 10 này nhá, chữ nghĩa vẫn còn, nhiều con nó chóc ha. Nó mất chữ thì mình đi in lại, con này đẹp. Đó. Núm đồ các thứ đều zin hết. Đó. Cái núm này mình có thể chà cho nó sáng được anh em nha. Cái này Khôi sẽ hỗ trợ cho anh em là chà cho nó sáng ra, tại vì nó là núm đồng, đồng nguyên chất nha. Nên hoàn toàn là mình chà ra được. Rồi ok. Đó. Bây giờ Khôi sẽ tháo ra anh em xem ngoài hình. Xem ruột gan anh em, ngoài hình thì xuất sắc nhá. Rồi Khôi đã tháo ra rồi nè. Anh em nhìn nó rất là cực không? Khoảng cỡ 25 con nóc. Rồi nắp đáy này, nắp trên này, đầy đủ ha. Đó. Cái này là nắp sò nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần chính nè. Bốn con sò sắt RCA nè, xuất tủ đây. Mà con này rất là khủng luôn, tủ rất là to. Đây, quay cho anh em xem kỹ. Đây nè, nhiều người sò tại sao có hai tủ mà là xuất tủ, một tủ dương, một tủ âm anh em nhé. Một tủ dương, một tủ âm. Đó. Còn đây mới là tủ công suất sò sắt RCA này nè, bốn con ha. Rồi phần này của radio này. Đó, máy móc thì ok rồi, không có vấn đề gì, hoạt động tốt, lúc nào cũng hoạt động tốt. Dòng bánh dần thì mình cũng không có đáng lo như dòng đèn cột ha. Bây giờ Khôi lật lên quay lên phía dưới. Đó. Ok, đây nè, tủ này ha, đây nè, tủ này là tủ lọc nguồn, tủ công suất này. Đó. Còn các cái phần hỗ trợ phải thêm, nó thì nó thuộc về nhà sản xuất nên mình cũng không có đáng lo ngại ha về cái vấn đề này. Rồi ok, thì anh em cứ xem kỹ, chỗ nào chưa rõ thì cứ hỏi Khôi ha, để mình yên tâm mình mua hàng nha. Máy móc hoạt động tốt. Ok. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ lắp vào và test chất âm, gọi là test về kỹ thuật thôi. Còn về phôi ghép thì Khôi đã nói rồi, AR2, AR4 hoặc các dòng loa cổ, và đánh cho AR3 dự phòng. Dù như mình chưa có là đồ cho đánh AR3 thì đánh tạm cũng được anh em nhé, công suất nó vẫn ra được. Bây giờ thì Khôi sẽ lắp vào và test thử chất âm.
Nói chung là test thì đó để anh em biết nó máy hoạt động thôi. Còn lại thì những cái phần cơ bản thì Khôi cũng nói rồi nè. Nó là đối tác cho R4, R2 và các dòng loa cổ, cặp loa test 33 tấc đánh tốt. Nếu anh em có những cặp loa cổ thì cứ mình dàn mua về đánh anh em nha. Rồi thì về cái phần mức giá thì con này nó Khôi cũng thường xuyên bán nè. Tuy nhiên là mỗi khi hàng về, mỗi đợt hàng thì nó sẽ có một mức giá khác nhau. Như cái con mà đẹp xuất thần, đẹp xuất sắc như thế này nè, thì nó sẽ có cái mức giá là 15 triệu chuyển khoản đủ Khôi bao ship nhé. Còn mà những cái con mà nó xấu hơn hoặc là nó không có vỏ thì nó tầm 12-13 triệu nhé, tùy theo đợt hàng. Anh em nào cảm thấy nó hợp lý, thấy hợp tay cũng như là hợp nhãn thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu. Chuyển khoản đủ Khôi bao ship tận nơi, còn ship code thì cộng trước cho Khôi 30%, phần còn lại bưu điện thu hộ, bên mua chịu ship, bên bán chịu phí dịch vụ thu hộ. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.